Thân ái kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau trong giờ trao đổi về giáo lý hôn nhân. Hôm nay tôi tiếp tục bài mà tuần trước tôi đã trình bày với anh chị em, vai trò của tính dục trong đời sống hôn nhân. Hôm nay xin được phép chia sẻ phần thứ hai với tiêu đề những hành vi nghịch với mục đích của tính dục trong đời sống hôn nhân. Thứ nhất là ngừa thai. Có lẽ việc ngừa thai trong thời đại hôm nay được coi là chuyện bình thường, phải không các bạn? Nó bình thường như chuyện cơm nước thường ngày. Có một bà mẹ sau khi kiểm tra cặp sách đi học của đứa con gái lớp 9 trước khi đến trường đã la toáng lên: mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, nhớ mang theo vĩ thuốc ngừa thai mà mẹ đã mua cho con, vậy hôm nay mẹ không thấy nằm ở trong cặp. Ồ, chuyện mang theo thuốc ngừa thai đi học sao mà giống như chuyện mang hộp cơm đi ăn trưa. Các bạn thấy, đứng trước trào lưu đề cao hưởng thụ thì việc quan hệ tình dục trước hôn nhân đang trở thành điều bình thường giữa thế giới trẻ có tư tưởng cởi mở và có lối sống phóng khoáng. Vì thế, thuốc ngừa thai được bày bán khắp nơi, ngay cả việc mua bao cao su không còn là vấn đề khó khăn, thậm chí còn được quảng cáo: tại đây có bán bao cao su. Có bạn đã thổ lộ: ô, việc mua bao cao su thì giống như đi mua giấy vệ sinh thôi, có gì đâu mà ngại ngùng. Như đã nói, một trong những mục đích của việc quan hệ tình dục trong đời sống hôn nhân luôn hướng tới việc truyền sinh và giáo dục con cái. Vì thế, giáo hội không chấp nhận bất cứ một hành vi nào có mục đích hay dùng làm phương tiện để ngăn chặn sự việc sinh sản, hoặc trước khi hoặc đang khi thực hiện việc quan hệ vợ chồng, hoặc làm cản trở việc diễn tiếp tự nhiên của hành vi ấy, tức là không được ngăn cản việc thụ thai qua những cách thế do con người tạo ra, được gọi là ngừa thai nhân tạo. Cách thức ngừa thai nhân tạo áp dụng cho nam giới gồm những phương pháp thắt ống dẫn tinh, bao cao su, xuất tinh ngoài âm đạo, thuốc diệt tinh trùng. Cách thức ngừa thai nhân tạo áp dụng cho nữ giới gồm những phương pháp thắt ống dẫn trứng, thuốc tránh thai, uống tiêm hoặc cấy dưới da, dụng cụ như vòng xoắn, màng ngăn. Tất cả hội thánh cấm dùng. Vâng, các bạn thân mến, giáo hội cấm dùng các phương pháp ngừa thai này vì chúng chẳng những ngăn cản vợ chồng cộng tác vào công cuộc trao ban sự sống, mà còn làm sai lạc thật sự căn bản của tình yêu vợ chồng và làm sai lệch mục đích của tính dục trong đời sống hôn nhân, đó chính là hiến thân cho nhau một cách trọn vẹn và vợ chồng hoàn toàn thuộc về nhau. Giáo hội chỉ loại trừ việc ngừa thai nhân tạo. Ngoài việc ngừa thai này, giáo hội chấp nhận việc thực hành tạm gọi là ngừa thai tự nhiên, tức là việc kiêng cữ định kỳ. Qua đó, vợ chồng tránh việc giao hợp với nhau khi người nữ có thể thụ thai, và do vậy chỉ giao hợp vào những giai đoạn không thể thụ thai tính theo chu kỳ kinh nguyệt nơi người vợ. Tức là khi có lý do chính đáng, vợ chồng có thể sử dụng cách thức này vì nó không đối nghịch với bản chất và mục đích của hành vi yêu thương thân mật, không trực tiếp ngăn cản việc trứng thụ tinh hay giết chết bào thai. Công đồng Vaticano thứ hai không khích lệ các đôi vợ chồng sinh con cái cách bừa bãi, nhưng phải có trách nhiệm với con cái. Công đồng đã nhắc nhở các đôi vợ chồng
phải luôn mở ngõ cho việc sinh sản trong quan hệ vợ chồng. Phải chăm lo cách toàn diện cho con cái về đời sống tinh thần cũng như vật chất. Và sau cùng, khi thấy cần thiết, vợ chồng có thể lên kế hoạch cho việc sinh nở cách xứng hợp. Vậy thì các bạn thân mến, thường thì chúng ta vẫn nói là ngừa thai cách tự nhiên. Cụm từ ngừa thai không phù hợp cho lắm, mà có thể nói như thế này: công đồng cho phép vợ chồng lên kế hoạch trong việc sinh nở con cái theo cách tự nhiên. Bởi vì ngừa thai từ bản chất là không đúng với mục đích của tình yêu hôn nhân. Vì thế chúng ta phải hiểu cho đúng mục đích của giáo hội khi cho phép vợ chồng được lên kế hoạch sinh sản con cái, mà kế hoạch đó dựa vào những phương thế tự nhiên. Thứ hai, nói đến phá thai. Lối sống buông thả với quan niệm dễ dãi về quan hệ tình dục và sống thử trước hôn nhân không còn quá xa lạ đối với các bạn trẻ hiện nay, đã đưa tới hậu quả là mang thai ngoài ý muốn để rồi việc nạo thai, phá thai như là phương thế giải quyết chuyện không mong muốn ấy. Theo nhận định của bác sĩ Vũ Ngân Hà, tỷ lệ nạo phá thai độ tuổi vị thành niên ở Việt Nam cao nhất trong các nước Đông Nam Á. Tại các cơ sở công lập và các phòng khám tư có đăng ký nạo phá thai, tỷ lệ các ca nạo phá thai được ghi nhận trong năm 2017 lên đến gần 30.000 ca. Ngoài ra, với xu hướng thời đại các đôi vợ chồng chỉ mong muốn sinh từ 1 tới 2 con là đủ, phần nhiều lại vào lý do tài chính, vì công ăn việc làm, vì nơi ăn chốn ở, vì sức khỏe. Cho nên nếu vỡ kế hoạch có thai ngoài ý muốn thì biện pháp để giải quyết cho việc vỡ kế hoạch này là nạo phá thai. Theo phân tích của BBC thì Việt Nam là nước có tỷ lệ phá thai cao nhất châu Á và thế giới. Trong đó có nhiều phụ nữ đã phá thai nhiều hơn một lần trong đời. Cho dẫu các quốc gia trên thế giới hầu hết ra đạo luật cho phép phá thai, nhưng các bạn thân mến, giáo hội công giáo vẫn cương quyết trung thành với giới luật của Chúa: người chớ giết người. Và giáo huấn công giáo minh định cách rõ ràng: sự sống con người ngay từ lúc tưởng thai phải được tôn trọng và bảo vệ cách tuyệt đối. Ngay từ giây phút bắt đầu hiện hữu, các thụ tạo nhân linh phải được nhìn nhận có các quyền lợi của một nhân vị, trong đó có quyền được sống và quyền bất khả xâm phạm của mọi thụ tạo vô tội. Quả thật sự sống không do con người tác tạo nên và cũng không tự mình hiện hữu. Thánh Kinh đã mặc khải: trước khi cho ngươi thành hình trong già mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Xương cốt con ngài không lạ lẫm gì, khi con được thành hình trong nơi bí ẩn, được thêu dệt trong lòng đất thẳm sâu. Thánh Vịnh 139 đã diễn tả như thế. Do đó giáo huấn giáo hội công giáo khẳng định cộng tác chính thức vào công việc phá thai là một trọng tội. Theo giáo luật, hội thánh phạt vạ tuyệt thông cho tội ác chống lại sự sống con người. Người nào thi hành việc phá thai và nếu việc phá thai có hiệu quả thì bị vạ tuyệt thông tiền kết, tức khắc do chính sự kiện phạm tội. Theo những điều kiện đã được giáo luật dự liệu, làm như vậy, hội thánh không có ý đặt giới hạn cho lòng thương xót.
Hội Thánh muốn cho thấy tính cách nghiêm trọng của tội ác đã phạm, sự thiệt hại không thể sửa chữa được đã gây ra cho người vô tội bị giết chết, cho cha mẹ của em và cho toàn xã hội. Dù cho những người ủng hộ phá thai có ra sức tuyên bố rằng phá thai là một sự chọn lựa cá nhân, thì hơn bao giờ hết, rõ ràng là việc phá thai thuộc về luân lý xã hội hơn là thuộc về luân lý cá nhân. Tính dục và sự sống con người không thể chỉ thuộc về từng cá thể. Lương tri nói cho từng người biết rằng mỗi người chỉ giữ cho mình khỏi việc phá thai thôi thì chưa đủ. Họ còn phải có trách nhiệm bảo vệ tất cả sự sống con người, cũng như loại bỏ bao nhiêu có thể những nguyên nhân đưa đến tình trạng phá thai. Thưa các bạn, để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, chúng ta cùng nhau nghe lại lời Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục, nay là vị thánh, trong số 25 của thông điệp sự sống con người, Humanae Vitae. Giờ đây, cha xin ngỏ lời riêng với các con cái nam nữ của cha mà đa số được Thiên Chúa mời gọi phụng sự Ngài trong bậc hôn nhân. Đang khi nêu rõ cho các con những điều không thể vi phạm mà luật Chúa đã quy định, Hội Thánh cũng loan báo ơn cứu độ cho các con. Và qua các bí tích, Hội Thánh vẫn luôn mở rộng cho các con nguồn ơn Thánh, giúp các con trở thành những thụ tạo mới, vừa biết lấy tình mến và tự do mà đáp lại ý định của Thiên Chúa tạo hóa và là đấng cứu độ, vừa nghiệm ra rằng ách của Đức Kitô luôn êm ái và dịu dàng. Ước gì trong trách nhiệm vợ chồng Kitô hữu, các con biết khiêm nhường vâng phục Hội Thánh và ý thức rõ rằng các con đang được gọi sống đời Kitô hữu, một ơn gọi đã bắt nguồn từ bí tích rửa tội và nay được củng cố và làm sáng tỏ hơn trong bí tích hôn phối. Nhờ bí tích này, các con được thêm sức mạnh và được thánh hiến để trung thành chu toàn các bổn phận của mình. Vì thế, ước gì các con ý thức trọn vẹn ơn gọi của các con và làm chứng cho Đức Kitô trước mặt thế gian. Thật vậy, Chúa đã giao cho các con trách nhiệm làm cho mọi người thấy được sự thánh thiện và niềm vui của luật Chúa. Luật dạy chúng con vừa yêu thương nhau, vừa biết cộng tác với tình yêu của Thiên Chúa là tác giả sự sống con người. Cha không hề muốn làm ngơ trước những khó khăn lớn lao đang vây phủ đời sống các đôi bạn Kitô hữu. Thế nhưng, chúng ta biết rằng chỉ có cửa hẹp và đường chật mới dẫn đến sự sống. Chính niềm hy vọng hướng tới sự sống ấy sẽ như đuốc rực rỡ chiếu sáng bước đường chúng con đi, để chúng con có được một tinh thần quả cảm, luôn cố gắng sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này. Vì biết rằng bộ mặt thế gian này đang qua đi. Các bạn thân mến, các bạn đã nghe về cái vai trò tính dục trong đời sống hôn nhân. Ước mong sao các bạn luôn luôn kết hợp cái tình yêu của Chúa trong đời sống tình yêu của các bạn và hãy hiểu được Thiên Chúa đặt để tính dục trong tình yêu của các bạn không gì hơn là cùng cộng tác với Chúa trong việc làm nảy sinh sự sống. Ước mong sao tình yêu của các bạn luôn rực rỡ, luôn đẹp muôn màu nếu các bạn thực sự sống theo lời hướng dẫn mà Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục vừa gửi gắm đến các bạn. Thân ái chào các bạn.